Sướng. Cái dao thái à? Cái dao thái hả? Nó sẽ nổ, anh lật cái tay ra không phải mà chặt vào mà cái cầm cái cuống dao nóng quá thì nó phùng vô ra. Chặt xương. Rồi bây giờ là nó chạy dọc trên cái tay này. Anh có đánh dầu gió hay là xoa gì không? Không. Hay nó tự nhiên nó thế thôi. Tự nhiên chạy vậy mà. Bây giờ nó chạy đến đâu rồi? Chạy nách rồi. Đến chỗ này. Chạy nách luôn hả? Chỗ này từ sáng dậy thường có hạch. Nó không phải. Có hạch không? Có thấy sưng này hạch nách hay gì không? Không, chưa thấy sưng, chỉ thấy đau đau thôi. Đau đau chỗ nào? Đây này, chỗ này đến đau, chỗ này là dừng. Nó có hạch nách rồi. Nếu mà đau như thế thì nó bắt đầu có hạch nách rồi. Tức là lúc đầu là ở đây này. Lúc đầu là tay này. Sau rồi nó cứ chạy. Con này phải xét nghiệm cho anh ấy thôi. Có anh có bị sốt hay gì không? Không. Không thấy gì đúng không? Cũng là tĩnh mạch đấy đúng không? Cái này tĩnh mạch. Nó chạy dùng ngược giống giống như nóng luôn rồi. Nóng mà, nóng. Da mình nóng. À bên này nó nóng. Sốt đấy chứ, sốt. Đây đây chỗ này nó nóng luôn. Nóng hai bên. Nóng. Thế có thể là anh sốt đấy.